Tôi thấy là cái update về cái khu vực huấn luyện viên kỹ năng này tôi thấy là ok. Tiếp đến là hệ thống huấn luyện viên. Hệ thống tuyển dụng đã được reset, tuyển trọng hệ trạch viên hiện có đã bị loại bỏ và đã được cung cấp bồi thường. Vui lòng tham khảo thông báo để biết thêm chi tiết. Đấy, cái lời nhắn của gà rán trong game thì là như vậy. Đấy, tức là cái hệ thống chuyển tuyển trạch này thì đã bị xóa rồi. Việc mà bồi thường cái hệ thống tuyển trạch này thì gà rán cũng đã nói là tuyển qua rồi, gửi qua rồi. Quản lý huấn luyện viên tập luyện thì tôi cũng chả biết. Có thể là lựa chọn search 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 theo kỹ năng, thêm cái chiến thuật huấn luyện viên các thứ để xem con nào đang cầm cái gì. Cái hệ thống này thì nó sẽ đỡ rối mắt hơn. Ok, cái này là một cái update gọi là có thêm cái sự tiện dụng cho anh em mình thôi, thì mình cũng thấy ok, cái này là sự cần thiết. Nó tiện tay hơn và đỡ mất công, đỡ lằng nhằng hoa mắt hơn. Còn cái phần tuyển dụng này thì cái nâng cấp tuyển dụng này thì các bạn sẽ dùng BP. Các bạn muốn nâng cấp cái tuyển dụng lên. Thay vì ngày xưa cày CP và tuyển rất là mất công thì bây giờ là các bạn nâng cấp tuyển dụng lên. Nhưng mà nhớ nhá. Tuyển là vẫn phải tuyển bằng CP đây này. Cái này là anh em phải chú ý này, cho dù các bạn có nâng cấp tuyển dụng, nâng cấp thì nâng cấp bằng BP nhá. Đây anh em thấy không? Được chưa? Thế nhưng mà khi mà tuyển dụng là vẫn phải tuyển bằng CP ấy, chứ không phải là tuyển tuyển BP đâu nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Đấy đó nha. Tuy nhiên là nếu mà các bạn muốn tuyển được huấn luyện viên 5 sao, tức là chắc chắn là 5 sao, thì các bạn sẽ mất khoảng 350 CP. Và tôi nghĩ là nếu như mà so với cái cách tuyển cũ thì cách này nó rẻ hơn rất nhiều. Thực sự là nếu mà so với cách tuyển cũ thì cách này rẻ hơn nhiều. Ngày xưa nhá, các bạn có nhét đến phải đến hàng mấy nghìn CP chưa chắc đã ra được một con 5 sao. Mà cái con 5 sao đó chưa chắc nó đã có cái skill mà các bạn muốn, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ với cái cách này thì các bạn tuyển một con huấn luyện viên 5 sao á, nó chỉ mất khoảng 350 CP thôi. Đấy, thì nó rẻ hơn rất nhiều rồi. Nó tóm lại là nó rẻ hơn rất nhiều. Và tuy nhiên các bạn nhớ nhá, cái điều này thì nó sẽ ngày xưa ấy, anh em mình gọi là cày chay là tự hào cái việc là ui, tôi cày trăm nên là tôi có nhiều CP. Thế mấy cái ông mà nạp thẻ nhiều làm gì có. Mấy ông mà mới lập account mà nạp mấy cái sự kiện vòng quay các thứ làm gì có. Ngày xưa mình tự hào lắm, mình cày chay. Đấy, mình cày chay mình có được huấn luyện viên ngon. Bây giờ thì cái niềm tự hào đấy nó sẽ bị lung lay anh em ạ. Sau đấy thì còn dùng được lại huấn luyện viên cho cái đội ACB. Đấy, quay trở lại này, cái phần quản lý huấn luyện viên tập luyện này. Đấy, ví dụ như là anh em nhắc sang đội B, anh em có thể xếp lại huấn luyện viên kỹ năng. Đấy, ví dụ như là với cái chiến thuật 4-2-2-2 của tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ nhét huấn luyện viên đẩy bóng dài cho hai cái vị trí cánh. Nhưng mà sau khi mà tôi chuyển sang cái đội B đấy thì tôi lại sử dụng cái huấn luyện viên cánh chuông cơ. Thế thì bây giờ mà nếu mà cứ chuyển đội hình như thế, mình lại phải đi nhét lại huấn luyện viên kỹ năng thì nó rất là mệt mỏi, nó lâu đó. Thế thì bây giờ thì nó thêm một cái này nữa thì tôi thấy là tiện thôi, cái chức năng này nó tiện hơn, tức là các bạn có thể xếp huấn luyện viên kỹ năng theo từng cái đội hình A, B, C một như này thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc mà các bạn luân chuyển đội hình. Đấy, thay đổi. Giả sử như là cái đội hình A thì tôi để đá tay, đội hình B tôi để giả làm xếp hạng. Cái hệ thống huấn luyện viên kỹ năng nó khác nhau cho cùng một cầu thủ. Tôi thấy là cái update về cái khu vực huấn luyện viên kỹ năng này tôi thấy là ok. Đấy. Đấy, thì nó tiện hơn nhiều. Dạ. Thì tôi thấy là ngon hơn ở cái phần này, ngon hơn. Tôi cũng vừa mới cung cấp thông tin cho các bạn. À, nhưng mà tôi thấy cái tiện đấy là ba đội hình khác nhau thì các bạn có thể nhét những cái huấn luyện viên kỹ năng khác nhau. Đấy, đội hình A ví dụ tôi nhét con Harry Kane cái này đi, nhưng mà sang đội hình B tôi hoàn toàn có thể nhét cho con Harry Kane cái khác. Đây, ví dụ tôi có thể nhét cho con Harry Kane cái ở dưới này, nhìn cho nó khác khác đi. Đây ở đội hình B nhá thì con Harry Kane của tôi là đeo cái này nhá anh em nhá,
Thì sang đội hình A, con Kane nó vẫn đeo cái này này, anh em thấy không? Đây nhá, con Kane của mình này, anh em nhớ không? Đeo cái cung nhá, ở đội hình A nhá, đeo cái cung nhá. Nên sang đội hình B thì tôi hoàn toàn có thể là cho con Kane này đeo cái đẩy tốc. Đấy, thì cái này nó tiện hơn. Nó tiện hơn ở cái việc là mình luân chuyển chiến thuật hoặc là mình có những cái mục đích sử dụng khác nhau. Đội B mình đã giả lập chẳng hạn, và đội A thì mình đá tay, ví dụ như vậy thì mình không có mất công, mình đi xếp lại từng con. Đấy, thì cái này là một cái rất là hợp lý. Tôi nghĩ là đáng ra nó phải có từ lâu rồi. Bellyball Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellyballstore.com. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.